Ngày nay, nhiều người Việt đã không còn ham đi Mỹ hay là đi nước ngoài để định cư như ngày xưa. Tại sao nó như vậy? Thôi thì chúng ta bàn về chủ đề này chút xíu nha. Đây là cũng là nhiều cái thắc mắc của nhiều người. Thời xưa đó, đi Mỹ hay là được đi nước ngoài định cư từng là giấc mơ vàng của rất nhiều người Việt. Ngày xưa mà nghe ai đó được cái visa đi Mỹ hay nước ngoài thì y như là cả làng kéo đến hỏi thăm, chúc mừng, không khác gì ăn mừng trúng số độc đắc. Trời ơi, đi Mỹ hả? Coi chừng gặp tài tử minh tinh Hollywood nha. Đó là một niềm tự hào không chỉ của người đi mà còn của cả gia đình và dòng họ. Nhưng mà ngày nay đó thì nó khác rồi. Giấc mơ Mỹ không còn lấp lánh như ngày trước nữa. Người Việt đi nước ngoài giờ đây không phải là xu hướng lớn nữa, thậm chí là coi như có phần hạ nhiệt rất nhiều. Tại sao như vậy? Thì hãy cùng tôi khám phá những cái nguyên nhân thú vị trong cái phần chia sẻ không kém thực tế sau đây nha. Thứ nhất là giấc mơ Mỹ giờ không phải lúc nào cũng là giấc mơ. Nếu như ngày xưa đó, giấc mơ Mỹ là tượng trưng cho một cuộc sống giàu có, tự do và thoải mái, thì giờ đây không ít người đã tỉnh cơn mộng sau khi qua bên đó va chạm thực tế. Những câu chuyện về cuộc sống vất vả phải cày hai ba chớp một lúc để mới có đủ tiền trả tiền nhà, tiền điện, tiền nước, tiền bảo hiểm và rất nhiều thứ tiền khác. Và điều này có nhiều người đã lên mạng chia sẻ khiến cho nhiều người cảm thấy chột dạ và tỉnh mộng. Có người tâm sự rằng ở Việt Nam ngồi uống cà phê vỉa hè tám chuyện cả ngày cũng chẳng sao, nhưng qua bên Mỹ rồi đó, một tách cà phê có khi tốn cả mấy tiếng lao động mới có thể mua được. Đến lúc bỗng nhiên thấy cà phê Sài Gòn sao mà nó ngon lạ thường và nó sướng gì đâu. Đặc biệt đi Mỹ giờ không còn là phải xa gia đình nữa, mà còn là đối mặt với vô vàn những cái hóa đơn y tế, hóa đơn nhà cửa, hóa đơn bảo hiểm, hóa đơn tiền xe. Ôi trời ơi, tới tháng là hóa đơn nó bay dèo 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 về. Chưa kể là đến việc thời tiết khắc nghiệt. Chẳng hạn như vừa rồi chúng ta coi Florida đó, bão lũ nè, rồi có những tiểu bang thì tuyết rơi dày đặc. Và nhiều bang làm người Việt coi như là không quen với khí hậu đó, là phải than trời. Trời ơi, tôi qua Mỹ mà tưởng như đang sống ở Bắc Cực hay là tôi đang sống ở cái nơi nào mà sao mà chạy lũ kinh thế này. Điều thứ hai, công nghệ đã giúp cho mọi người đi du lịch tại gia không cần phải đi Mỹ nữa. Ngày xưa đó thì chuyện nửa vòng trái đất á, là cái chuyện phải nói là giống như chuyện cổ tích hay là chuyện phong thần, có qua được đâu, có thấy đâu, nghe người ta nói sao tin vậy. Nhưng mà vài thập kỷ gần đây, cái việc mà đi nước ngoài là cách duy nhất để khám phá thế giới, nó không cần thiết nữa. Bởi vì bây giờ có mạng xã hội, có YouTube, có Facebook, có Instagram và chắc chắn là phải có TikTok nữa. Thì mọi người có thể xem và biết được cảnh tượng tuyết rơi ở New York như thế nào, hay là cái thác hùng vĩ ở Nagafor như thế nào, không cần phải xách vali đi. Đấy. Và bây giờ chỉ cần cái điện thoại thôi là mọi thứ trên thế giới này, trên đời này đã có ngay trong tầm tay, trong phòng ngủ của quý vị rồi. Cho nên nhiều người Việt thà chọn cách đi du lịch online qua mạng xã hội và ngồi xem những video travel của các vlogger hay là YouTuber, hoặc là lướt Instagram để ngắm cảnh mà không cần phải rời khỏi ghế sofa hay cái giường ngủ của mình. Có nhiều người hài hước bảo rằng ngồi nhà xem video vừa không phải tốn tiền mua vé máy bay, vừa không bị lệch múi giờ, xem xong có thể nằm dài coi tiếp Hàn Quốc hay là phim Hollywood, sướng hơn nhiều đi chi cho cực cái thân. Chưa kể đến việc công nghệ hiện đại bây giờ còn giúp người Việt dễ dàng kết nối với bạn bè, gia đình ở Mỹ, ở nước ngoài mà không cần phải bay nửa vòng trái đất chi cho nó cực.
Thời của những cái lá thư tay kéo dài vài tuần mới tới tay người nhận đã xưa lắm rồi Diễm ơi. Giờ này chỉ cần một cú lích chuột là đã thấy mặt nhau qua màn hình, bất kể hai người đang ở bao xa. Đi Mỹ ở xa nhà ư? Thôi mở Zalo hay Messenger là thấy mẹ rồi, đi chi nữa cho cực hả mẹ ơi. Đó, giờ này sướng chưa các bạn? Thời này là thời của thần thông của Thiên Lý Nhĩ và Thiên Lý Nhãn. Cái điều thứ ba mà chúng ta không thể phủ nhận được, Việt Nam á hả, bây giờ đã lên đời rồi, khác ngày xưa rồi mấy huynh ơi, cho nên đâu cần phải đi đâu cho nó cực. Ngày xưa Việt Nam mình nó còn khó khăn cho nên người ta đi mới đổi đời, chứ giờ đi đâu chi nữa. Và một trong những lý do khiến nhiều người Việt không còn khao khát định cư nước ngoài như trước kia nữa là vì Việt Nam chúng ta bây giờ đã lên đời rất nhiều rồi, từ cơ sở hạ tầng, kinh tế đến chất lượng cuộc sống, mọi thứ đều có sự cải thiện đáng kể. Hãy nhìn xung quanh xem đi, những tòa nhà chọc trời mọc lên khắp nơi ở các thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, trung tâm thương mại nè, rạp chiếu phim muốn cỡ nào cũng có, phim bom tấn cũng có, nhà hàng quán cà phê sang chảnh không thiếu thứ gì. Và đặc biệt có nhiều người giàu học sòn coi như cá rổ như bà Hằng đó, thấy không? Chưa kể là đến sự phát triển vượt bậc của các dịch vụ giao hàng, đặt đồ ăn online, khiến cuộc sống của người dân ở Việt Nam tiện lợi hơn bao giờ hết. Ngồi ở nhà cũng có thể có người mang trà sữa đến tận nơi, cần gì phải đi Mỹ để uống Starbucks. Nói chung ở Mỹ có thứ gì Việt Nam có thứ đó. Không chỉ về mặt vật chất mà còn cả tinh thần cũng thay đổi rồi. Nhiều người Việt bây giờ có nhiều sự tự hào về văn hóa dân tộc, ẩm thực phong phú và kỳ quan thiên nhiên tuyệt vời. Không tin ra bà Nà Hills coi, đẹp vô cùng, đâu cần đi đâu đâu. Và có người nói rằng chúng tôi có tô phở, bún chả, bánh mì. Ở đâu có đồ ăn ngon hơn được nữa. Thử hỏi ở nước ngoài làm gì có quán bún bò Huế nào đúng vị bằng ở Việt Nam chúng tôi, hay là quán phở nào ngon bằng phở Việt Nam thôi. Thấy chưa các bạn? Ngoài ra các dịch vụ giải trí, nghệ thuật ở Việt Nam cũng ngày càng phát triển. Show truyền hình nè, phim ảnh nè, âm nhạc nè, chất lượng cao không thua kém gì ở nước ngoài. 44D ở đây cũng có nha. Ngày xưa người ta đi Mỹ để người ta săn CD nhạc quốc tế hay xem phim Hollywood. Ôi giời, bây giờ chỉ cần một tài khoản Netflix hay là Spotify là có thể xem và nghe bất cứ cái thứ gì mình muốn, cần gì đi đâu. Điều thứ tư có thể nói là nhiều người giật mình á, đó là gì? Đó là cái giá của sự tự do có khi hơi đắt. Một trong lý do khiến nhiều người đã nghĩ kỹ hơn trước khi quyết định đi định cư Mỹ hay nước ngoài, đó là sự khác biệt về văn hóa, pháp luật và nhiều thứ khác nữa. Ở Mỹ hay nhiều quốc gia phát triển thì việc tuân thủ luật pháp rất là nghiêm ngặt và văn hóa cũng thay đổi nhiều lắm. Bạn không thể băng qua đường một cách bất cẩn, đậu xe lung tung hoặc là quên đóng bảo hiểm y tế. Chưa kể đến việc những quy định này còn được giám sát chặt chẽ bởi các cảnh sát và camera an ninh. Nhiều người Việt Nam hóm hỉnh nói rằng, ôi ở Việt Nam chạy xe máy mà có khi đậu ngoài đường hay là quên đội nón bảo hiểm thì cũng lắm bị phạt một chút thôi, nhưng ở Mỹ chỉ cần vi phạm nhỏ thôi là có thể ra hầu tòa đó. Cảm giác tự do đôi khi thôi không tự do như mình tưởng đâu, thôi ở nhà cho nó chắc. Ngoài ra cuộc sống quá nghiêm túc và kỷ luật ở các nước phát triển có thể làm con người ta cảm thấy ngột ngạt, sao mà sống như cái máy vậy trời. Đó là nhiều người than như vậy. Có nhiều người nói ở Việt Nam sáng làm việc, chiều ngồi vỉa hè nhâm nhi ly cà phê tám chuyện, cuộc sống thong dong thong thả hơn nhiều. Đi nước ngoài làm gì để suốt ngày phải chạy đua cày bừa với thời gian và chạy đua với bưu bộng, làm hoài chẳng thấy dư. Người ta nói làm tà tà cũng ăn cơm cà với mắm, mà làm cho lắm cũng ăn cơm mắm với cà đó. Rồi cái tiếp theo nữa là lý do thứ năm, định cư đâu cũng không bằng quê hương mình. Cái câu này là nói thật nha, ta nói là đi đâu cũng không bằng quê nhà hết á, đi đâu cũng không bằng quê ta đâu các bạn. Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. Hoặc là anh đi anh nhớ quê nhà, nhớ canh có muốn, nhớ cà dầm tương. Cái câu quê hương mỗi người chỉ một thật sự luôn luôn đúng, đặc biệt là những người đã từng xa quê hương lâu ngày.
đi nước ngoài rồi mới hiểu được cái giá trị của quê hương, không chỉ là món ăn hay là phong cảnh mà là cả cái tình người, sự gắn bó với gia đình hoặc là bạn bè. Một người từng sống ở Mỹ chia sẻ rằng sống ở nước ngoài lâu ngày á, có nhiều thứ hiện đại thật đấy, nhưng tôi lại nhớ cái quán cà phê vỉa hè, nhớ những tiếng rao ban đêm và nhớ nhất là không khí gia đình vào những dịp lễ Tết. Ở nước ngoài á hả, Tết đôi khi chỉ là cái ngày bình thường thôi, không có bánh chưng, không có bao lì xì, không có cảm giác sum họp như ở quê mình đâu. Ngoài ra khái niệm rằng an cư lạc nghiệp của người Việt cũng rất đặc biệt. Nhiều người không muốn ra đi vì không muốn bỏ lại căn nhà, mảnh vườn mà mình đã gắn bó từ khi nhỏ. Dù cho có phải đối mặt với những khó khăn nhưng cảm giác được sống trên mảnh đất của mình vẫn luôn là ưu tiên số 1. Nói tóm lại, vậy là nếu ngày xưa việc đi nước ngoài, đặc biệt là đi Mỹ, từng là giấc mơ của nhiều người Việt, thì ngày nay, bây giờ nó không còn hấp dẫn như trước nữa. Bởi vì công nghệ hiện đại nè, sự lên đời phát triển của Việt Nam nè, và những khó khăn của cuộc sống ở nước ngoài đã được lột trần, đã khiến nhiều người phải thay đổi quan điểm. Điều quan trọng nhất là mỗi người đều có những cái ưu tiên và giá trị riêng. Đó là chia sẻ của cảm giác tôi thôi nha. Với nhiều người thì định cư nước ngoài vẫn có thể là giấc mơ đối với họ. Nhưng với nhiều người khác, trong đó có tôi, thì cuộc sống ở quê nhà với tất cả sự bình dị và gắn bó mới chính là niềm hạnh phúc thật sự. Đó, ngày hôm nay chia sẻ vậy quý vị thấy được không? Được thì cho một cái like nha. Đừng quên đăng ký kênh like ủng hộ cho kênh được phát triển. Mỗi ngày có những câu chuyện dí dỏm chia sẻ cho quý vị. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những chia sẻ tiếp theo.